Kính thưa anh chị, để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, mời các anh các chị sẽ thưởng thức một nhạc phẩm nổi tiếng Lá Thư Đô Thị, do trình bày cho anh Khả Phong, một thành viên của câu lạc bộ khách mời. Và xin mời anh. Vâng, lời đầu tiên cho tôi xin chúc tất cả quý vị đại biểu cùng các vị khách quý một lời chào trân trọng nhất. Chẳng lên cao
sẽ tan, tình bạn vẫn bao la như rừng gầy thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây vui yên lành, trường yên giấy mầm mực xanh nói cả trong cùng nhờ u biểu trinh bắt đầu. Giấy mộng mực xanh gói cả trong nhờ cú biểu chuyện các câu thì ai chữ. Giấy mộng mực xanh gói cả trong nhờ cú biểu chuyện các câu. Rất tuyệt vời.